Hôm nay thì chúng em mua mấy con cá, cái này gọi là cá cá bông lau, nhưng mà thực ra thì nó không phải, nó giống như con cá ngát ở Việt Nam mình đó. Đây là tôm đỏ nè, nó ngon, rất là ngon. Đây mọi người đang làm cá thì dùng để mà về nấu bún mắm để mà ngày mai đại tiệc. Đây là một trong những chợ hải sản ở ở San Jose. Chợ này thì nằm ở trong nhà thì nhỏ thôi, nhưng mà bán đồ ăn rất là ngon, rất là tươi. Ốc mu nè, ốc mu lốt nè, ốc hương nè, hào nè, rồi dôi. Nói chung là quá trời cá, thì quá trời luôn, nhiều cá múa luôn, rất là nhiều. Đây là có những con rau phiến. Đây bán rất là nhiều. Đây mình đi vào đây là nước. Ở đây thì rau rất là nhiều, rau giống như ở Việt Nam đó, không thiếu một cái gì đó. Bây giờ dùng phải mua cái thơm để về ở trong cái phần nấu, phần mắm. Đây phần nào ta ăn, và lấy cái này thôi, lấy cái này đi cho nó ngon, về mình gọt thôi, tươi xanh. Đấy, và ngày hôm nay thì kết thúc cái phần đi chợ, sẽ làm hai món, một phần bún mắm và gỏi cá mai mang từ Việt Nam sang luôn. Bây giờ thì bắt đầu chuẩn bị nấu ăn đây. Đây là gỏi cá mai cũng đặc tượng một Nha Trang vô đó, Mỹ Á, Hưng Hòa, đem vào tới Mỹ luôn. Và đây là tôm mới vừa luộc xong, để một lát sẽ làm bún mắm. Và đây là chả cá đó, chả cá dùng sẽ là ăn với bún mắm đây. Món này đặc từ ở Mỹ Á, Mỹ Hòa chứ Ninh Hòa, Nha Trang. Nếu mà ai đã từng ở vùng biển thì sẽ biết cái món chả cá thu này rất rất là ngon, xuất sắc. Sau khi mà đi chợ mua cá về thì đây là cá bông lau đó, thì người ta đã cắt sẵn cho mình luôn, tại vì không có thời gian. Đây là cái thơm để mà dành nấu. Còn đây mới là vấn đề quan trọng nhất, là Dũng mới về bào bắp chuối xong. Là đây bắp chuối tự bào luôn. Nấu bún mắm là không có mua đồ ở Mỹ đâu, không mua chợ đâu. Nhưng mà có một cái điều đó, mọi người là tưởng là ông Mỹ có tiền là có gì cũng có, không có đâu ha. Thứ nhất là tao muốn và bắp chuối phải mua về tự bào đây đó, mấy anh em là đó, bây giờ hai anh em là đó, nhỏ này chơi cái trò gì lạ đời thì có em bảo em, ủa kiểu gì kỳ vậy chơi, ở đâu ra cái trò đó vậy? Không biết cái chợ bán sao mà làm. Ủa cái bà bán mà kêu em vậy đó hả? Bà bán em kêu làm vậy đó, đút vô vậy đó rồi xong rồi cái tuốt rồi đó đút hả? Ra gì đó, vậy đó là chịu nổi không? Mà Dũng cho phải bào theo cái truyền thống là dùng cái dao bào đấy đó. Mọi người ngày mai mà ăn rau nhớ cẩn thận nha, ăn từ từ, ăn ít thôi, khổ lắm đó, đâu phải dễ đâu, thấy không? Từ khâu một phải chăm chút từng cọng muốn vậy nè, đâu phải là muốn nấu muốn nồi bún mắm mà dễ dàng đâu. Nếu mà ở Việt Nam thì mua thì thôi đầy bao la, nhưng mà ở Mỹ thì không phải lúc nào cũng có hết, tại cái này mình phải tự mua về, mình phải tự làm, mà nó phải là ngày lễ nữa nên người ta không có bán, nhân viên người ta nghỉ hết rồi nên không có ai làm hết, chỉ có ba đứa này thôi. Đây là cái không gian buổi tiệc chiều đây đó, cái thằng chủ nhà đó nó làm như người ở vậy đó, nó không chịu mướn người. Ở đó sao không mướn đâu, ở đây không ai rảnh nên không có mướn được ai chân á, nên phải tự làm. Đây là cái không gian nhà của bạn Dũng đấy. Và nấu mắm thì phải ra ngoài sao mắm, chứ nấu trong nhà là hả, nó nổ banh ở nhà luôn, mùi nó bốc. Đây, và Dũng bây giờ đang nấu cái nồi mắm này như thế này, nồi bún mắm đây, nhưng mà phải hớt bọt cái đã. Hớt bọt. Hôm nay thì Dũng sẽ nấu một cái nồi mắm bún mắm cực kỳ to luôn, giống như bán ở ngoài chợ luôn nè. Đấy, là bây giờ mắm thì phải mang từ ở Tân Châu luôn, phải mua từ Việt Nam sang. Tại vì sao mọi người biết không, mắm này nó mới là ngon. Mắm để chuyên về nấu đó. Mắm cá linh rất là ngon. Một lát Dũng sẽ pha thêm mắm cá sặc nữa. Tại vì sao hai cái loại mắm nó hòa quyện nhau thì nó mới ra được cái nồi bún, nó mới ngon, nó mới hấp dẫn. Chứ còn nếu mà một loại mắm thì nó sẽ không ngon. Đó. Bây giờ thì Dũng sẽ bắt đầu nấu cho nó lượt mắm, cho nó tan ra, sau đó mới lượt cái nước. Đấy. Ôi. Đâu rồi, sao nó có khó vậy? Đấy, cái cây thì tròn cái coi. Hôm nay là Dũng sẽ nấu cho khoảng 80 người. Và... Đó.
sát cho đây là băng đó. Đấy. Ngắm đấy. Cái này á hả? Cũng may á, xung quanh này không biết cái người nước nào đâu biết hả? Xung quanh này người nước nào Việt Nam? À, Mỹ. Của Mỹ hả? Dạ. Không biết nó có cầm lại không mấy. Không sao đâu. Chạy nó đi. Chưa mà. Chưa mà mình nấu ăn ngoài trời mà chứ đâu phải nấu nhà đâu. Đúng rồi. Đó thì sau đó xong cái này thì Dũng sẽ bắt đầu tiếp tục làm và do đó sẽ làm loại cá mai. Đâu. Rồi. Bên kia là nhỏ cháu nó đang làm sầu riêng để làm chè Thái, còn bên đây thì bây giờ là Dũng đang chuẩn bị làm mực tôm. Và thứ hai nữa đây là chả cá lấy từ Ninh Hòa nè. Mọi người thấy không? Đây là chả cá có hai loại. Thứ nhất là mình sẽ sắc miếng như vậy, sắc khúc vậy. Thứ hai nữa là mình phải sắc mỏng vậy để ai thích ăn thì chỗ nào thì mình cũng có nhu cầu mình đáp ứng hết á. Đấy, cái này giống như còn hơn là nhà hàng nữa. Đây. Hôm nay ở đãi 80 người mà có ba anh em cũng làm thôi. Này chắc hôm nay đám cưới thằng Nam quá. Thực ra thì mọi người biết đó, là để có một món ăn ngon đó là mình phải chuẩn bị từ Việt Nam luôn chứ không phải là đơn giản. Bởi vậy khi mà ở bên đây á, người ta tổ chức tiệc á là phải làm từ trước đó một ngày. Thì ai cũng thích ăn món ngon hết nữa. Ai cũng muốn lại hôm nay bởi vì chính vậy mà phải có chả cá đặc biệt này. Mọi người cũng thích. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao Dũng có cái xào cái nồi này đúng không? Ở đây là Nam Dương Sư Rồi, đây Nam. Đây là cái nước sốt để mà mình ăn gỏi cá mai. Tại vì gỏi cá mai á, nhìn nó vậy thôi chứ thật ra nó là một cái kỳ công mà làm cái món này. Tại vì á, làm gỏi á, là không phải là làm nước mắm chua ngọt rồi xong rồi ra coi cuốn ăn đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là phải làm cái nước sốt. Nước sốt đó thì nó còn có thịt bầm, là cà chua, đậu phộng nè, rồi hành nè, mình phải xay xong rồi mình xào lại và lấy cái nước mà mình ngâm con cá đó xong mình dắt ra xong rồi mình cho vô nấu nữa thì nó thành một cái hỗn hợp như thế này. Bởi vì mọi người khi ăn đó, mọi người thấy tại sao mà nó có cái vị thơm chua chua béo béo hỗn hợp đó là như vậy. Đấy, còn bây giờ nè, nguyên cái chảo nước sốt nè. Đấy, đó. Đấy, nó làm như vậy thế này. Thì khi mà mình ăn đó thì mình sẽ chấm và mình cho ớt bầm vô cuốn ăn ớt. Đây là cái quả cá mai của Dũng đây, mang từ Việt Nam sang đấy. Thì bây giờ chọn cá mai này trước tiên là muốn làm á, là muốn trộn gỏi là trước tiên là mình phải sơ chế qua bằng cách là Dũng sẽ cho một ít rượu vô, xong Dũng sơ chế xong Dũng vắt rồi xong bắt đầu là tiếp tục nữa là cho vào nước cốt chanh mình ngâm ở đây để cho cá nó tái. Khi mà mình trộn gỏi ăn thì rất là ngon. Ở đây là quýt là mua quýt tươi luôn á, về xong bắt đầu mình mới luộc. Tại vì hôm nay ở chợ người ta không có bán quýt làm sẵn nên mình phải mua cái này về xong mình luộc đó. Thì cái này là cho vào cái bún mắm đấy, thấy chưa? Mọi người thấy không, ở Mỹ nhưng mà nấu bất cứ một cái món nào cũng không thể thiếu được, phải đầy đủ đó. Đấy, một lát thì sẽ ra. Nhà mình hết đậu phộng rồi không? Hết đậu phộng rồi. Đậu phộng nãy nãy xong hết rồi. Bây giờ có muốn em rang thêm? Có sẵn nhà không? Có sẵn nhà chứ. Rang thêm, trời ơi. Rang lẻ. Nãy ông nói em nhạn rang sẵn rồi, bụng mắt còn rang. Giờ nhiều khi chị biết không? Rồi bây giờ là cái món gỏi cá của Dũng nó xong. Thì nãy giờ kiếm thằng quay phim mà nó chạy nó mất tiêu. Rồi mấy bà này bà thấy xem camera mấy bà sợ mấy bà cũng chạy. Khổ ghê. Đấy, xong cái món gỏi cá của Dũng đây. Bây giờ cho em cái đậu phộng lên. Quay phim thì chẳng ăn gì nào tới. Đấy xong. Ok là mình vô mấy cái nhật là ra lên 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 phòng xuống ăn này đi. Nhưng mà cái này hiếm lắm, cái này hiếm lắm, cái này cái này hiếm lắm, cái này là 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 cái này là
cái này nó giống như một cái con cá. Cái này không biết có mai thấy gì mà ở đây ai người miền Trung. Cái này là người ta mới lóc nó ra và lấy cái xương. Đó. Để bên Việt Nam đem qua ha. Em đem hóa luôn á. Nấu móng em cũng đem từ này cái cá nè, đó ăn đi. Ừ, gặm đi. Cái ngày xưa là vua chúa ăn được ấy. Là ngày mắt nó béo lắm. Sao bên đây toàn xưa không vậy? Cái đầu mà cá mà. Không, cái bên kia nó lớn hơn bên đây. Đây, đây nè. Thôi, 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 anh không ăn đâu. Đây, 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 một đống này nè. Đây, một tí xíu thôi. Thôi, cái đầu là cá đồng đôi ấy chị. Thì cá được xem chị. Ê, giờ nãy giờ nhắc mày đó.